Dạ, Hiếu Fan Vlog xin mến chào tất cả vị khán giả. Chào mừng quý vị trở lại bản tin trên kênh của Hiếu. Nội dung thông tin hôm nay thì Hiếu xin trả lời cho một cái câu hỏi là trong cái dịp lễ 2 tháng 9 ngày Quốc Khánh ở Việt Nam thì các thầy cô của Thiền A Minh Bộ Vũ Trụ đang thụ án tại trại giam có được giảm án hay không? Thì đây cũng là một cái câu hỏi khá là hay mà quý vị khán giả cũng đang rất là quan tâm. Và cái nội dung thông tin thứ hai là có liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có một cái câu hỏi khá là hay trong trường hợp của ông Huỳnh Quy Dũng, chồng của bà Hằng, thì tại sao không được liệt kê vào cái tội danh là đồng phạm, trong khi đó thì ông ấy cũng xuất hiện trong những buổi live stream của bà Hằng mà không có những lời can ngăn khuyên bà Hằng là ngưng chửi những người khác hay là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác, trong đó thì có Thiền A Minh Bộ Vũ Trụ, và đặc biệt là bà ấy đã dùng những ngôn từ nó thiếu văn hóa để mà sử dụng chửi thầy ông nội cụ Lê Tùng Vân và những người khác ở Thiền Am không ra gì hết, thì làm cho dư luận cũng rất là bức xúc. Thì trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng có một cái bài phóng sự nói về cái mối quan hệ của ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai của bà Nguyễn Phương Hằng với ông Huỳnh Quy Dũng rất là hay. Và trước đây Nguyễn Quang Tuấn này cũng đã từng có đơn tố cáo ông Huỳnh Quy Dũng là đồng phạm trong những cái buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng là mẹ của ông ấy. Thì một chút xíu nữa Hiếu sẽ cho quý vị khán giả nghe cái đoạn video clip đó. Trước khi vào nội dung thông tin chi tiết thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả trên kênh của Hiếu, trong và ngoài nước, cùng với gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và chúc quý vị khán giả ở Việt Nam có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Thì đến với cái nội dung thông tin trước tiên, đó là cái câu hỏi ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 này là các thầy cô đang thụ án ở tại trại giam có được giảm án hay không. Thì theo thông tin mà Hiếu cập nhật được á, thì trước đây cũng có chia sẻ cho quý vị khán giả nghe là một số người yêu thương Thiền Am cũng cho chúng ta biết là cái mức án mà cao nhất của các thầy ở Thiền Am Bảo Trụ, thứ nhất là thầy ông nội đó, thì thầy thì cũng chưa có chấp hành được 1/3, nhưng mà những thầy còn lại như là Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên hay là thầy Trùng Dương á, thì 4 năm thì cũng đã thụ án được 1/3 rồi thưa vị. Ít nhất thì cũng được 1 năm 8 tháng rồi. Còn như là Nhị Nguyên thì cũng được 1 năm 3 tháng, cô Cúc thì cũng vậy. Thì trường hợp của 5 thầy này thì sẽ được giảm án hay không, thì cho đến thời điểm hiện tại cái thông tin này nó chưa có cơ sở để mà Hiếu chia sẻ chính xác cho vị khán giả. Nhưng mà tất cả quý vị khán giả cùng với Hiếu yêu thương Thiền Am thì chúng ta vẫn hy vọng rằng trong cái dịp lễ này thì các thầy cô sẽ được giảm án, đúng không ạ? Nhưng ở đâu đó trên báo chí thì hôm nay Hiếu có cập nhật được một cái thông tin là bên phía Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có một cái cuộc họp báo để mà ân giảm án tử cho 11 trường hợp ở đây thưa vị. Nhưng mà trong 11 trường hợp này, theo thông tin mà Hiếu cập nhật được á, thì không có tên Hồ Duy Hải. Nó thì cũng làm cho dư luận đặt câu hỏi tại sao trường hợp của Hồ Duy Hải lại không được ân giảm án tử. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà làm cho dư luận rất là quan tâm và thắc mắc. Trước khi mà chúng ta nói về Thiền A Minh Bộ Vũ Trụ thì Hiếu xin chia sẻ cái bài báo này nói về 11 phạm nhân được giảm án từ án tử hình giảm xuống còn án chung thân. Thưa vị khán giả, theo thông báo từ Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 30 tháng 8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm tử hình xuống còn chung thân là 11 vị án. Quyết định này được đưa ra dựa trên đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, và sau khi xem xét cân nhắc nhiều mặt, ân giảm án tử là quyết định thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng Nhà nước, mở cho các bị án con đường được sống, cải tạo, phục thiện và cơ hội trở về với gia đình và cộng đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch nước ra quyết định ân giảm án tử cho các bị án. Trước đó, trong năm 2022, Chủ tịch nước 2 lần ra quyết định ân giảm án tử hình xuống còn chung thân cho 31 trường hợp, gồm 4 bị án là người nước ngoài. Ân giảm án tử hình là thẩm quyền của Chủ tịch nước giảm hình phạt tử hình theo bản án đã có hiệu lực pháp luật
xuống tù chung thân, thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Đó là một cái thông tin mà báo chí đã đăng tải mới đây nhất, nói về cái việc mà Ân giảm án tử hình cho 11 bị án xuống còn án chung thân. Thì theo vị khán giả nhận định như thế nào cho cái sự việc này? Còn trở lại với câu chuyện của Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ, thì quý vị khán giả có đồng tình với Hiếu hay không về cái việc là bên phía nhà nước phải có một cái Ân giảm án cho các thầy cô, bởi vì cái tội danh của các thầy là không đáng có, chỉ vì một vài câu nói bức xúc thôi nhưng mà lại kết án cho 6 thành viên phải nhận mức án là 23 năm 6 tháng tù. Thật là đau đớn. Nếu mà so với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng còn nặng gấp trăm ngàn lần so với Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ, đúng không quý vị khán giả? Thì trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng chửi bới xúc phạm đến Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ á, thì có một vị khán giả cũng mong rằng là pháp luật công tâm xử lý bà Hằng thật là nghiêm, đúng người đúng tội, không có bỏ lọt tội phạm ở đây. Thì Hiếu cũng xin gửi đến tất cả vị khán giả một bài viết của một vị khán giả như thế này: tôi rất mong pháp luật làm việc thật công tâm, ai có tội phải nhận tội, còn ai vô tội thì được trả lời công minh trước công chúng, để cho người dân Việt Nam còn có pháp luật trong lòng, trong tim của hàng vạn người dân Việt Nam yêu hòa bình, yêu công lý và yêu pháp luật. Tôi cũng mong phiên tòa lần này trả lời cho dân tôi biết vì sao bị cáo Hằng lại chửi bới gia đình Thiền Am hết lần này đến lần khác, hết lời như vậy. Có động lực nào mà xúc phạm gia đình Thiền Am quá đáng như vậy? Nếu được như vậy, người dân Việt Nam chúng tôi rất hài lòng vì trắng đen rõ ràng. Chứ pháp luật mà không công minh thì rất, rất thất vọng. Đó, thì ở đây vị khán giả cũng mong là trong phiên tòa sắp tới đây là vào ngày 21 và 22 tháng 9 cũng phải xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thật là công tâm, đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, và cũng cần là phải minh oan cho Thiền An Minh Bầu Vũ Trụ. Trong cái sự việc này phải có câu trả lời rõ ràng trắng đen ở đây thì dư luận mới tâm phục khẩu phục, tin vào pháp luật, tin vào công lý, nó có cái tính khách quan và công bằng ở đây, thưa vị. Còn nếu không thì làm cho người dân sẽ rất là thất vọng. Đây cũng là nội dung mà bài viết của một vị khán giả muốn nói lên là như vậy. Đó, thì trong trường hợp của Thiền Am thì chúng ta cũng rất mong là trong cái dịp lễ 2 tháng 9 này, quý vị khán giả quan tâm là các thầy cô có được giảm án hay không. Thì Hiếu cũng cùng quý vị khán giả cầu nguyện là các thầy cô sẽ được giảm án. Đó, và cũng hy vọng là bên phía Chủ tịch nước nhìn nhận, xem xét lại trường hợp của các thầy cô. Đó, với cái mức án như vậy có nặng quá hay không? Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên và những câu nói đó đáng lẽ là không có đến nỗi là phải nhận mức án tù như vậy, thưa vị khán giả. Cao nhất là thầy ông nội 5 năm tù, một người lớn tuổi, già, bệnh tật nữa. Thì thật sự rất là đau lòng và thương xót cho thầy, đúng không ạ? Nhưng mà ở chế độ chính sách nhà nước thì cũng có nói á, là sẽ ưu ái cho người già, nè, người bệnh tật. Đó, thì không biết là sẽ như thế nào. Còn các thầy cô còn lại thì cũng đã thụ án được 1/3 đường rồi, thưa vị. Thì hy vọng là sẽ được giảm án ở đây trong dịp lễ này, bởi vì các thầy cô rèn luyện đạo đức rất là tốt nè, rồi học tập cũng rất là tốt, nó lao động cải tạo gì đó vân vân thì cũng rất là tuyệt vời. Cho nên là cái vấn đề mà giảm án thì chúng ta còn hy vọng, thưa vị. Có thông tin gì thì Hiếu sẽ cập nhật gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết vào trong những video tiếp theo. Tiếp theo thông tin thì có liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng và một nhân vật rất là nổi trội mà được dư luận rất là quan tâm. Trong những buổi live stream có sự xuất hiện của ông ấy, đó là ông Quỳnh Huy Dũng, thì tại sao không được liệt kê vào đồng phạm đó cùng với bà Nguyễn Phương Hằng, thì làm cho mọi người cũng rất là bức xúc và đặt ra câu hỏi để hiểu rõ về trong cái trường hợp của ông Quỳnh Huy Dũng như thế nào, ông Nguyễn Văn Tấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, tố cáo ra sao. Thì Hiếu mời vị khán giả cùng đến với cái bài phóng sự sau đây. Rất mong là vị khán giả cũng để lại bình luận, góp ý và nhận xét nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hiếu mời vị khán giả cùng nghe. Ngày 30 tháng 5, ông Nguyễn Quang Tuấn đã gửi đơn với nội dung tố giác ông Dũng đã có hành vi lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Tuấn kiến nghị khởi tố đối với ông Dũng với vai trò đồng phạm với mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đơn, ông Tuấn cho rằng ông Dũng là người có vai trò cầm đầu tổ chức, cùng thực hiện hành vi, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức về vật chất, tinh thần với bà Phương Hằng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Ông Tuấn cho rằng
cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bởi ông Dũng Lò Vôi là người cùng tổ chức giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xem xét xử lý. Cụ thể như tham gia một số buổi live stream và có hô hào khích lệ ủng hộ tinh thần bà Hằng khi mắng chửi xúc phạm người khác, cho sử dụng trường đua chó đua ngựa của công ty cổ phần Đại Nam để tổ chức có đặt tên chó đua ngựa đua với tên của những người muốn xúc phạm, cho sử dụng kênh YouTube trường đua Đại Nam để đăng tải phát trực tiếp hơn 86 buổi live stream, nhiều bình luận và hơn 18 triệu lượt xem. Ông Tuấn cũng cho rằng ba trợ lý hỗ trợ cũng như khách mời là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân giúp bà Hằng đã bị khởi tố và dấu hiệu đồng phạm của ông Dũng là khá rõ ràng. Vì lẽ đó, trong đơn ông Tuấn đã trình bày nội dung: tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan pháp luật trong chức năng nhiệm vụ quyền hạn phát hành lệnh phong tỏa, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng để không bị ảnh hưởng đến quá trình điều tra xử lý. Từ nội dung đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 18 tháng 7, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong kết luận điều tra bổ sung được công bố ngày 26 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận không đủ căn cứ để xử lý hình sự ông Huỳnh Uy Dũng. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh bắt giữ, tạm giam 3 tháng, đồng thời bị khởi tố ngày 24 tháng 3 năm 2022, ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, ngay sau đó đã cùng luật sư danh tính cùng nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu giám định tâm thần cho bà Nguyễn Phương Hằng nhằm tìm kiếm tình tiết giảm nhẹ cho vợ mình. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1990, con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng, đã có đơn gửi đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phản đối việc giám định tâm thần với 4 lý do, trong đó có việc lo sợ bị thâu tóm tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 21 tháng 2 năm 2023, đơn vị này đã tiếp nhận đơn đề nghị và đơn xin cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng. Lý do ông Tuấn đưa ra là vì ông biết rõ sức khỏe tinh thần của bà Hằng hoàn toàn bình thường. Mặc dù trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu. Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh, nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, làm ảnh hưởng đến năng lực chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi live stream của bà. Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo tòa của bác sĩ không phải căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bà Hằng, mà cần phải đánh giá qua quá trình bà Hằng làm việc với cơ quan điều tra, qua các buổi hỏi cung, làm việc có được tỉnh táo, bình thường hay không. Hơn nữa, theo ông Tuấn, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về quan hệ pháp luật, về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp, quy định trong pháp luật về kinh doanh. Trong đơn đề nghị không giám định tâm thần với bà Phương Hằng, ông Tuấn viết: vì vậy tôi nghi ngờ việc yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi có lẽ không phải nhằm bảo lãnh và thu thập tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ, mà có thể nhằm thực hiện âm mưu muốn kiểm soát định đoạt toàn bộ đối với quyền tài sản, quyền quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp của mẹ tôi. Việc này nếu diễn ra sẽ rất bất lợi cho mẹ tôi, vì hiện tại mẹ tôi đang bị tạm giam, bị cách ly, không được liên lạc với người thân, không được quyền kiểm soát đối với tài sản, vốn góp, doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, ông Tuấn nêu hàng loạt lý do khác, cho rằng ông Dũng đang cố ý làm trái và chiếm giữ tài sản của bà Hằng. Ông viết cụ thể trong đơn: hồ sơ khám chữa bệnh tâm thần rất có thể bị làm giả, như trường hợp hồ sơ giả bị phát hiện tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương cách đây vài năm. Tôi được biết thông tin ông Huỳnh Uy Dũng lại lấy lý do để bảo lãnh và muốn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mẹ tôi để tiếp tục yêu cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Để không phát sinh những hậu quả phức tạp về vấn đề tài sản, quan hệ hôn nhân gia đình đối với mẹ tôi trình bày ý kiến đề nghị không chấp nhận bất cứ yêu cầu của ai về việc giám định tâm thần đối với mẹ tôi là bị can Nguyễn Phương Hằng. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng, phản đối việc giám định tâm thần cho mẹ, ông Huỳnh Uy Dũng đã không đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào. Đầu tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 19 ngày
bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, đã nhiều lần có đơn bảo lãnh tại ngoại cho mẹ, trong đó có việc đề nghị được nộp 10 tỷ để bảo lãnh. Tuy nhiên, trong lần gia hạn tạm này, ông Tuấn không được thăm mẹ tại trại tạm giam T30 theo lịch và cho rằng ông Huỳnh Uy Dũng đã giành mất quyền thăm gặp của mình. Ngày 21 tháng 4, trong đơn gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại việc ông không được thăm nuôi khi mẹ ông đang bị tạm giam ở trại tạm giam T30, ông Tuấn trình bày, sau khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận điều tra bổ sung vụ án lần 2 và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì kiểm sát viên đã phát hành văn bản ngăn chặn lần 1 gửi đến trại tạm giam T30, thông báo trại giam chỉ giải quyết cho bị can Nguyễn Phương Hằng gặp mặt khi có giám sát của kiểm sát viên. Do vậy, tôi không thăm gặp được mẹ tôi theo lịch hẹn trên sổ hẹn gặp mặt. Tuy nhiên, một kiểm sát viên đích thân đến trại tạm giam T30 để giải quyết cho một mình ông Huỳnh Uy Dũng vào gặp bị can Hằng vào ngày 20 tháng 1, tức 29 Tết. Ông Tuấn cho biết đây là sai ngày hẹn ấn định trong sổ thăm gặp và cũng là ngày nghỉ Tết cả nước, cũng không cho ai khác vào thăm mẹ tôi, kể cả luật sư cũng không được vào gặp mẹ tôi. Việc giải quyết riêng cho ông Huỳnh Uy Dũng sai ngày ấn định trên sổ dẫn đến thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em tôi, bị mất quyền lợi được gặp mẹ, vì mỗi lần gia hạn chỉ được gặp thân nhân một lần. Theo lịch thăm nuôi gặp mặt được trại tạm giam T30 ấn định trên sổ thăm nuôi, thì ngày 13 tháng 4 là lịch bà Nguyễn Phương Hằng gặp mặt thân nhân theo chế độ. Tôi đã làm đơn xin gặp mặt mẹ tôi nhưng không được giải quyết. Tôi đến trại tạm giam thì được trả lời, không có tham gia giám sát nên không giải quyết cho tôi và các em gặp mẹ là trái quy định pháp luật. Mẹ tôi bị tạm giam, không thể giám sát, quản lý tài sản. Trong người mang rất nhiều bệnh và hơn một năm không được gặp các con. Tôi đã hai lần bị mất quyền lợi gặp mẹ và mẹ cũng bị ngăn cản gặp con mình. Con trai bà Nguyễn Phương Hằng cho biết thêm. Liên quan đến việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn có nhiều đơn khiếu nại tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng thời gian qua. Dư luận đặt câu hỏi về tính pháp lý trong vụ việc như ông Tuấn có quyền tố giác tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng hay không, lý do tại sao. Theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, tố giác tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Bất kỳ công dân nào khi phát hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm, xâm phạm tới các quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hay người khác, đều có quyền làm đơn tố giác gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đây vừa là quyền vừa là nghĩa vụ hợp pháp của công dân. Pháp luật Việt Nam không giới hạn việc người dân được tố giác tội phạm chỉ trong trường hợp hành vi đó xâm phạm đến quyền lợi của bản thân. Bất kỳ ai, dù là người bị hại, người bị buộc tội hay người có quyền nghĩa vụ liên quan, đều có thể tố giác tội phạm nếu họ biết về hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật đó. Tố giác tội phạm là cách để bảo vệ các quyền lợi ích chính đáng cũng như sự an toàn của bản thân mỗi người và cộng đồng. Đối với trường hợp này, các luật sư khẳng định ông Tuấn hoàn toàn có quyền độc lập tố giác cha dượng là ông Huỳnh Uy Dũng nếu có đủ căn cứ thể hiện dấu hiệu phạm tội của người này. Việc tố giác là đúng quy định pháp luật, còn việc phân loại và giải quyết sẽ được cơ quan có thẩm quyền, mà cụ thể ở đây là cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phân loại, thụ lý, giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Do ông Tuấn là người đã trưởng thành và có đầy đủ năng lực hành vi, người này sẽ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác. Nếu trong quá trình xác minh cơ quan điều tra phát hiện có việc cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật, thì tùy tính chất mức độ của hành vi đó, người tố giác có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. Ngoài ra, theo quy định, bất kể việc bà Phương Hằng hay ông Tuấn có đơn tố giác tội phạm đối với ông Dũng lò vôi hay không, cơ quan công an vẫn có thể tiến hành khởi tố vụ án hình sự để điều tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Huỳnh Uy Dũng không liên quan gì đến hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự.